Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 11 tháng 5 có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị khán giả, sáng nay tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 với cử tri các xã cụm Tây Nam của huyện Chợ Đồn và đơn vị kho K380 trực thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh đóng quân trên địa bàn. Năm ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1, ông Hà Tiến Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới, bà Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn và ông Nguyễn Kim Hùng, quyền Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Kim Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Bình CGT. Tại đây, cử tri các xã đã phát biểu ý kiến mong muốn các vị đại biểu tới đây được bầu vào Quốc hội sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến các chính sách phát triển kinh tế tại địa phương như chính sách phát triển rừng, quan tâm tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn sao cho xứng tầm. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh đã tiếp thu, ghi nhận những băn khoăn của cử tri và hứa nếu trúng cử sẽ cụ thể hóa chương trình hành động của mình, phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân trở thành cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, truyền tải những tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các bộ ngành trung ương, góp phần vào sự phát triển của đất nước cũng như của tỉnh Bắc Cạn và huyện Chợ Đồn. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với huyện Na Rì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 với cử tri là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các xã Cư Lễ, Liêm Thủy, Đồng Xá, Xuân Dương, Dương Sơn, Côn Minh và Trần Phú của huyện Na Rì. Đơn vị bầu cử số 1 có 5 vị ứng cử đại biểu Quốc hội gồm bà Hoàng Thị Giang, Phó trưởng Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Nẵm, ông Hà Sĩ Huân, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Ba Bể, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Rì, bà Hồ Thị Kim Ngân, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Bắc Cạn, bà Nguyễn Thị Thủy, ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Brunei, Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Sri Lanka, đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Bắc Cạn. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Các ứng cử viên đều chuẩn bị chương trình hành động nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện rõ khát vọng nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Bắc Cạn, sẽ luôn quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri về những vấn đề an sinh xã hội, có nhiều ý kiến đến Quốc hội, các bộ ngành quan tâm hơn nữa đến chính sách đầu tư về giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ nói với Quốc hội để quan tâm hơn nữa đến phát triển của cơ sở hạ tầng kinh tế cho vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quan triển chính sách để người dân trong tỉnh phát triển kinh tế rừng. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử nhằm tạo điều kiện cho cử tri gặp gỡ, tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó, cân nhắc lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật đất đai và xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Những năm qua, tỉnh Bắc Cạn đã chấp hành và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Do đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai từng bước được nâng cao và đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh còn có một số tồn tại hạn chế. Đó là vẫn còn tình trạng một số tổ chức được giao đất nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng kém hiệu quả, để đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Một số hộ gia đình cá nhân tự ý san gạt, tạo mặt bằng làm nhà ở, chuyển đổi mục đích sử dụng không theo quy hoạch.
các đại biểu đã đề xuất những nội dung sửa đổi luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện để phù hợp với thực tế, như quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, bổ sung các quy định về quản lý đất đai, trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đất đai. Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận của đại biểu tại hội nghị, qua đó hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành luật đất đai, những đề xuất sửa đổi luật đất đai để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi luật đất đai và những văn bản pháp luật có liên quan, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương nâng cao hiệu quả tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo quy hoạch để đảm bảo khai thác và sử dụng tốt nguồn tài nguyên đất trong phát triển kinh tế xã hội. Ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Bạch Thông và kiểm tra thực tế tại xã Nguyên Phúc, Vũ Muộn. Huyện Bạch Thông đã ban hành các quy định phê chuẩn 85 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 14 xã thị trấn. Đến thời điểm hiện tại, danh sách cử tri đã được niêm yết với tổng số hơn 25.000 người. Cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử cơ bản được bảo đảm. Qua kiểm tra thực tế, đoàn giám sát ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của huyện Bạch Thông trong triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp của huyện Bạch Thông khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để ngày bầu cử diễn ra thành công. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bầu cử và bảo đảm phòng chống dịch bệnh trong quá trình bầu cử. Việc tuyên truyền cần được thực hiện bằng nhiều hình thức để tạo không khí vui tươi, náo nức trong khắp các địa bàn. Tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của công dân, từ đó chủ động, tích cực tham gia bỏ phiếu, sản xuất lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất ở trung ương và địa phương. Cùng với đó, việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Chiều nay, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có các đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Thị Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua giám sát về công tác bầu cử, Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong tỉnh đã phê chuẩn 763 khu vực bỏ phiếu. Số cử tri trên toàn tỉnh là gần 240.000 người. Các tổ bầu cử đã niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở khu vực bỏ phiếu. Trong đó, ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 10 người, Hội đồng Nhân dân tỉnh 84 người, Hội đồng Nhân dân cấp huyện 402 và Hội đồng Nhân dân cấp xã là 3.318 người. Công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử, thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự đang được thực hiện tốt. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, từ nay đến trước ngày bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục chủ trì tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Các ủy ban bầu cử hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần phục vụ công tác bầu cử, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian bầu cử. Từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 5, các tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, tuyên truyền, cổ động, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Sáng nay, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Chợ Mới. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Chợ Mới, huyện có 108 khu vực bỏ phiếu, thành lập 108 tổ bầu cử. Đến ngày 13 tháng 4, có 14 trên 14 xã thị trấn niêm yết danh sách cử tri. Ủy ban bầu cử huyện sẽ tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026, bắt đầu từ ngày 13 đến hết ngày 18 tháng 5.
Đến nay, công tác tuyên truyền đã được huyện Chợ Mới đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Ủy ban bầu cử huyện Chợ Mới cũng đề xuất kiến nghị Ủy ban bầu cử tỉnh bổ sung bản tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã niêm yết nhưng bị hỏng do mưa bão. Đề nghị cho phép Ủy ban bầu cử các xã thị trấn tự in thẻ cử tri đảm bảo theo đúng mẫu, kích thước và nội dung. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Chợ Mới cần tập trung cao độ cho công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền trực quan trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Phát thẻ cử tri, tiểu sử các ứng cử viên kịp thời, có phương án kịch bản tại các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai. Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Bắc Cạn. Thành phố Bắc Cạn có 52 khu vực bỏ phiếu ở tất cả 8 xã phường với hơn 31.500 cử tri. Thời điểm này, các địa phương đang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo luật bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách đại biểu ứng cử, danh sách cử tri được thực hiện theo quy định. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cần chỉ đạo làm tốt hơn nữa trong những ngày tới, đặc biệt trong các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đang diễn ra, phải thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong ngày diễn ra bầu cử, cần bố trí bàn viết phiếu bầu, hòm bỏ phiếu hợp lý, khoa học, hạn chế tiếp xúc quá đông người. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Na Rì. Đến thời điểm hiện tại, huyện Na Rì đã thành lập 130 tổ bầu cử ở 130 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã tiến hành lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách hơn 31.000 cử tri theo quy định. Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử các xã thị trấn cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động thông báo về thời gian và địa điểm bỏ phiếu thông qua các hội nghị giao ban xã thị trấn, cuộc họp thôn, tổ nhân dân, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để cử tri được biết. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền của huyện Na Rì trong việc chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử. Đề nghị huyện Na Rì trong thời gian tới tăng cường tuyên truyền lưu động, không chủ quan trước những thông tin xấu độc, chủ động thăm nắm tâm tư nguyện vọng của cử tri, xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện công tác bầu cử tại thị trấn Nà Phạc, huyện Ngân Sơn. Cùng đi có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thị trấn Nà Phạc, toàn thị trấn có 10 khu vực bỏ phiếu với 4.683 cử tri. Ủy ban Nhân dân thị trấn Nà Phạc đã thực hiện rà soát, lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại các khu vực bỏ phiếu và tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Nà Phạc theo đúng quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Nà Phạc đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử cho những người ứng cử, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo quy định. Tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử thị trấn Nà Phạc cũng nêu một số ý kiến với đoàn công tác, như hiện nay địa phương có một số cử tri phải đi cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Thời gian cách ly sau ngày 23 tháng 5, nên việc thực hiện bỏ phiếu thế nào để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, sớm cấp thẻ cử tri cho địa phương để triển khai cấp phát cho cử tri. Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử thị trấn Nà Phạc, đồng chí Lường Đức Thắng lưu ý với Ủy ban bầu cử thị trấn Nà Phạc một số nội dung như cần chú ý việc triển khai các hòm phiếu phụ, tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nắm tình hình thực tế tại cơ sở, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa và rà soát danh sách cử tri để kịp thời bổ sung, bảo đảm quyền lợi theo đúng quy định. Thưa quý vị khán giả, chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước được tổ chức 5 năm một lần, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, công tác chuẩn bị bầu cử đang được cả hệ thống chính trị trong tỉnh tích cực hoàn tất.
Một hoạt động quan trọng trước ngày bầu cử là tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đang được cử tri toàn tỉnh rất quan tâm. Nhân dân kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của đại biểu dân cử sẽ có nhiều khởi sắc. Trong chương trình hành động của mình, các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh nêu rõ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Đông đảo cử tri trong tỉnh mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh có thêm nhiều ý kiến xác đáng hơn nữa trong các hoạt động, các chương trình nghị sự của Quốc hội để góp phần quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần giúp tỉnh Bắc Cạn ngày càng phát triển, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đối với những ứng cử mà trúng cử thì cũng mong muốn rằng là các cái đại biểu, các cái ứng cử phải phát huy và chủ động, và đặc biệt là phải biết phản biện về các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, và đồng thời phải là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, và đặc biệt phải nâng cao cái tinh thần chất vấn. Nhân dân các địa phương trong tỉnh mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới phải liên hệ chặt chẽ hơn nữa với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Bà con là cũng mong đợi là sẽ chọn được những người là ưu tú nhất, những người đủ đức đủ tài để mà lãnh đạo cái xã Nghĩa Tá này, đưa cái xã Nghĩa Tá này không những là hôm nay đạt chuẩn nông thôn đấy, mà tới đây còn là một xã là đạt chuẩn nâng cao nữa. Tôi sẽ đi bầu cử theo đúng quy định, mong là người có đức có tài làm phục vụ cho nhân dân thật tốt. Chúng tôi rất mong muốn các đại biểu hội đồng sẽ phát huy hết tâm lực của mình vì cộng đồng, vì sự phát triển của địa phương. Trong đợt vận động bầu cử vừa qua, nhìn chung, cử tri đánh giá khá tích cực với chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các vị ứng cử viên trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết để cùng xây dựng Quốc hội vững mạnh và góp phần xây dựng tỉnh Bắc Cạn ngày càng phát triển. Người đại biểu Hội đồng Nhân dân lại càng phải nghĩ rằng là để nâng cao đời sống cho nhân dân. Cử tri trong tỉnh đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với nhiều sự tin tưởng ở những người mình sẽ chọn mặt gửi vàng. Mỗi cử tri đều mong muốn những người ứng cử sau khi được bầu là đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, năng lực, thay mặt nhân dân tham gia vào hệ thống các cơ quan lập pháp, kiến tạo những chiến lược, chính sách để xây dựng và phát triển đất nước, phát triển tỉnh Bắc Cạn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng đã nhận được sự quan tâm của các cấp ngành, tổ chức đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội. Các nội dung của đề án đã được các ngành địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức sinh động, phong phú, sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với thực tiễn. 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và 70% số thanh niên Việt Nam còn lại được tuyên truyền học tập nghị quyết của công ủy các cấp. 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Trên 90% gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức lối sống cho con em. Nhiều địa phương, trường học xây dựng các mô hình giáo dục sáng tạo, phong trào văn hóa, học đường phù hợp. Cả nước có gần 670.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo.
Qua đó, nhận thức của thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên về giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chiều nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch bệnh COVID-19 trong tình huống khẩn cấp cho các cơ sở y tế trên toàn quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Cạn có các đồng chí là lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Bắc Cạn. Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương đã có ca bệnh trong cộng đồng như Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Bình. Một số bệnh viện cả tuyến trung ương và địa phương có tình trạng lây chéo trong người bệnh và nhân viên y tế. Sự biến chủng của SARS-CoV-2. Do vậy, để tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện trực thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các ngành, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất để đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19, thực hiện nghiêm tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn phòng chống COVID-19, sàng lọc, phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện giãn cách trong các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời tăng cường xét nghiệm COVID-19, đảm bảo cung cấp đủ thuốc, bảo hiểm y tế cho người bệnh. Khu điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn đang tiếp nhận 11 trường hợp gồm 6 bệnh nhân và 5 người nhà bệnh nhân. Đây là những người đi từ vùng dịch về, cần cách ly điều trị bệnh và theo dõi sức khỏe. Khu cách ly điều trị của tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn có tổng số 30 giường để điều trị các trường hợp có bệnh nền liên quan đến các ổ dịch như Bệnh viện Ca Cơ sở Tân Triều hoặc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sở Y tế Bắc Cạn đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh bổ sung thêm số lượng giường bệnh cho khu điều trị cách ly để đảm bảo tiếp nhận số bệnh nhân có thể đông hơn do diễn biến của dịch COVID-19. Sau một thời gian được khống chế, dịch tả lợn châu Phi đã tái phát trở lại tại phường Huyền Tụng và xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn, với hơn 7 tấn lợn bị tiêu hủy. Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Cạn, dịch tả lợn châu Phi khởi phát đầu tiên tại phường Huyền Tụng, sau đó xuất hiện tại xã Dương Quang vào ngày 1 tháng 5. Dịch tả lợn châu Phi tái phát từ các ổ dịch cũ, xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, dù đã thực hiện vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Hiện tại, các cơ quan chức năng của thành phố Bắc Cạn đã thông báo rộng rãi đến các hộ chăn nuôi về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi đối với đàn lợn, cách nhận biết và các biện pháp phòng chống để người dân thực hiện, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với các xã phường chưa có dịch, thực hiện khoanh vùng, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch nhằm bảo vệ đàn lợn, nhất là đàn lợn giống để tái đàn sau khi hết dịch. Hơn 2.000 ha rừng trồng từ 1 đến 3 tuổi đang được người dân huyện Chợ Đồn tích cực làm cỏ chăm sóc. Theo đó, bà con chú trọng phát cỏ dưới tán cây rừng đối với những diện tích trồng năm đầu tiên và năm thứ hai. Đối với những diện tích trồng từ năm thứ ba trở lên khi tán lá rộng, bà con cần tỉa thưa cành nhánh không cần thiết để cây sinh trưởng tốt. Riêng đối với đồi cây keo, bà con chú ý diệt trừ các tổ mối tránh gây hại cho cây. Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Đồn, những năm gần đây nhận thấy lợi ích mang lại từ kinh tế rừng, người dân ở Chợ Đồn đã chú trọng khâu chăm sóc rừng. Trong đó một số xã có thế mạnh trồng rừng là Yên Phong, Đại Xảo, Yên Thượng và Nghĩa Tá. Thưa quý vị khán giả, với nhiều lợi thế như đất sạch, nước sạch, không khí sạch, tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước, tỉnh Bắc Cạn có tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Bởi vậy, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình nông lâm nghiệp hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Hiện những mô hình này đang được các địa phương chú trọng phát triển và nhân rộng. Cây dẻ là một trong những cây lâm nghiệp chủ lực của huyện Ngân Sơn. Toàn huyện hiện có hơn 110 ha cây dẻ. Trong đó có hơn 10 hectare đã cho thu hoạch quả. Những năm qua, nhờ chú trọng canh tác theo phương pháp hữu cơ, nên sản phẩm hạt dẻ của địa phương có chất lượng thơm ngon và được thị trường ưa chuộng. Từ hiệu quả kinh tế mang lại, huyện Ngân Sơn đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây dẻ, đồng thời xây dựng thương hiệu và hoàn thiện các thủ tục chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Sản phẩm hạt dẻ trên địa bàn huyện thì trong năm 2021 thì là phòng cũng đã tiến hành xuống cơ sở để cho đăng ký
cho đăng ký để thực hiện sản phẩm hữu cơ trong năm 2021. Nay hồ sơ cũng đã chuyển đến các cơ quan liên quan ở cấp tỉnh tiếp tiến hành thẩm định và cấp phép theo quy định. Tại thành phố Bắc Cạn, nhiều mô hình trồng rau hữu cơ cũng đang được nhân rộng. Trong đó tiêu biểu là mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới, mô hình trồng rau theo phương pháp thủy canh. Việc trồng và chăm sóc rau theo các phương pháp này giúp hạn chế được phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, nên tạo ra được những sản phẩm an toàn, đồng thời còn cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với việc trồng rau truyền thống. Trồng rau thủy canh này thì mình trồng thì mình không phải, cái thứ nhất là mình không phải nắm đất này, không phải phân do gì cả. Mình chỉ trồng cái hạt nó vào rọ xong rồi mình cho xuống này kiểu nước, mình không phải tưới gì cả. Cái hiệu quả năng suất của nó thì nói chung là tốt hơn với cái trồng ở trên vườn. Giá của rau này so với thị trường thì nó đắt gấp mấy lần. Trong vài năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã có một số mô hình sản xuất nông lâm nghiệp hữu cơ, như mô hình trồng lúa nếp tài theo tiêu chuẩn PGS của Hợp tác xã Yến Dương, huyện Ba Bể, mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè sản tuyết của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nông nghiệp và Chế biến Dược liệu Ngọc Thắng tại huyện Chợ Đồn, mô hình trồng nghệ hữu cơ đạt chuẩn organic của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Cạn. Những mô hình này đều mang lại hiệu quả kinh tế gấp 2 đến 3 lần, năng suất và chất lượng quả cũng tăng lên từ 15 đến 20%, qua đó giúp sản phẩm đến được với những thị trường khó tính. Canh tác hàng hữu cơ thì nó có những cái yêu cầu rất là ngặt nghèo, tức là nó cấm sử dụng một số các cái loại mà nó có ảnh hưởng đến những cái vi sinh vật, tức là nó cân bằng sinh thái và nó còn nhiều yếu tố nữa. Từ những cái nguyên tắc của sinh thái, nếu mà tuân thủ tốt những cái điều đấy thì chúng ta mới đưa được cái sản phẩm đến với các cái thị trường mà khó tính. Hiện tỉnh Bắc Cạn đang tiếp tục khuyến khích người dân phát triển và nhân rộng các mô hình nông lâm nghiệp hữu cơ gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Trọng tâm là thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu của đề án là phần đầu đến năm 2025, có 40% các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực đạt các tiêu chuẩn hữu cơ hoặc Việt Gáp. Tuyến đường tỉnh 252B nối từ xã Thuần Mang đến xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn xuống cấp đã được báo chí phản ánh trong thời gian qua. Để khắc phục khó khăn trước mắt, thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thượng Quan, huyện Ngân Sơn đã tổ chức san lấp đoạn khó nhất ở đỉnh Khao Cào, xã Thượng Quan. Tuy là lấp tạm nhưng đã giúp việc đi lại trước mắt thuận tiện hơn, giúp các em đến trường dễ hơn. Việc làm này cho thấy dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều con đường gập ghềnh sỏi đá, nhưng nếu có sự chung tay của cộng đồng sẽ phần nào khắc phục được. Thời điểm đầu hè là khoảng thời gian các em học sinh có thói quen rủ nhau đi tắm tại các ao hồ sông suối, được bơi lội thỏa thích trong làn nước mát lạnh giữa cái nóng oi bức. Thật sự là một niềm vui đối với các em nhỏ, nhưng nó lại tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất lớn nếu như không có sự giám sát của bố mẹ hay người lớn. Từ thực tiễn, các vụ đuối nước cho thấy, phần lớn nguyên nhân là do chủ quan, trẻ thích rủ nhau tắm tự phát nhưng thiếu kiến thức và kỹ năng bơi lội. Các khu vực bãi tắm không chuyên nên không có sự quản lý, giám sát, thiếu an toàn. Lứa tuổi thanh thiếu niên có tính hiếu động, thích tụ tập thành nhóm để vui chơi ở những địa điểm công cộng có nguồn nước biển, sông, suối, ao hồ vào mùa nắng nóng. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra đuối nước, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và bản thân trẻ em về phòng chống đuối nước. Ngoài ra, cũng cần giáo dục cho trẻ nhỏ kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với các tình huống có nguy cơ gây nguy hiểm tới tính mạng và đặc biệt cần tạo ra những sân chơi, những khóa học bổ ích để trẻ nhỏ có thể được vui chơi trong dịp hè và học được kỹ năng sống một cách tự nhiên, chủ động. Chương trình thời sự tối thứ 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.